vẫn đóng cửa. Đấy, chào chào các bác nhá. Anh em hôm nay là 8 rồi, hết Tết rồi. Đi sang chỗ La Dương, chỗ đường Tiến Thành, nó gần Tây Mỗ nhà tôi ấy. Có vườn của anh Hiếu, Hiếu bán cây ngoài chợ ấy. Đấy, đi xa mà nhìn thấy cây này là thích đấy. Nhưng mà lại gần này nó to á, mà nó béo, béo. Chân bẹ cũng thấy sạch đấy, nhưng mà béo quá. Cây ba thận được, cái này luyện lên làm được. Nhưng mà phải thợ cơ. Được rồi, đấy. Phân như này này anh Trung này. Phân ngập mặt này. Phân. Con này béo quá. Nhưng mà được cái sạch sẽ, điền đấy. Đấy, dòng điền nhìn nó sáng này anh này. Nhìn cái lá này. Lao rào này. Đấy. Cách năm điền. Đấy, con này thì chắc phải xây lại cái ngọn. Nếu mà để điểm chuyển này thì có vẻ là hơi cũng được. Nuôi nguyên này, xây cái ngọn như này cũng được. Nếu cắt đi thì chỗ này lại hơi bị cháy rồi. Nhưng mà một cây cũng hay, cây cũng hay. Phép quá, bác Hiếu thì bác ấy không có ở đây. Nhưng mà để cây ở cái khu vực này thì anh em nào, nếu mà thích cây nào thì cứ alo rồi tôi gửi số cho. Hôm nay cũng không có ở đây, anh em tình cờ qua thôi. Gọi bác đi ra không nghe máy thì tiện thấy mấy cái cây thì quay. Đây có cái cây này là tôi đánh giá là hay nhất. Nhưng mà cỡ nó to đấy, cỡ nó to. Cái này phải 3-4 người khiêng, 4 người khiêng. Đây, anh làm điền. Khá côn, khá sạch. Thân nó khá là béo. Thân khá béo. Cái này phải chờ mùa nắng là phải che, không có nắng rộp là béo quá. Đấy các bác. Đi xa mà nhìn thấy cái này là bắt mắt đấy. Bắt mắt. Anh Hiếu mà bán cây ở chợ, chỗ bán Phúc ấy. Đấy. Được cái sáng cây, xanh năm biển. Thì sau này mình triển khai nó cũng dễ. Đây này, tiếc cái cổ nó bị cháy này, cháy một chút. Đấy. Cái xanh năm điền. Góc bên này thì được, nói chung được. Nói chung là được. Xem có cây mini nào hay ho. Cỡ này to quá. Cây cũng năm điền này. Năm điền này. To. Bệ rễ thì còn thời gian nữa. Điền. Để xem quay mặt trước cái này. Đấy, bác nào cảm giác như đang về Hải Hậu hay Nam Định biết nhỉ, nhà vườn bán cây to. Một số cây to. Đấy. Nhiều bác sẽ có thể là sẽ thích những cái cây kiểu như này. Nếu các bác có không gian. Đấy. Có dao không anh? À. Khách mà phải ra chứ. Đấy, như cái cây kia mà béo béo anh, là nắng mà không che là bị cháy ngay. Bị cháy một ít phần ngọn rồi. Cháy một ít phần ngọn rồi. Nhất là mấy cái hàng mà dưới đất lên hoặc mấy tay chậu ấy, mà lên cao lên mà nắng ấy, là dễ dính lắm. Em đợt lên bị ra đi mấy cây vứt đi đấy. Hoành.
mình trước mình đang để dưới đất cho lên mái nó không, nó chưa kịp thích nghi, mình không che được. Đấy, một cây xanh quê mà như cái trống trống đồng, như cái trống đồng thân cốt được, mà bác nào nuôi được thì được, nó bé tí nữa thì tuyệt vời đấy, mình nuôi được, bác nào kiên trì nuôi thì nuôi được, mà cắt được một nhịp nữa hơn là cảm thấy tương lai nó gần lắm rồi. Nhưng mà đấy, thì khi nào mà cái mầm nuôi mà nó to to bằng ngón tay này thì mới thấy nó gần đi một chút. Bây giờ nó bé thì nhìn nó cũng tương lai nó còn xa xa. Đấy các bác, đối diện nó đều giống nhau, đều như nhau. Đấy, khá là ổn. Nếu mà bác nào nuôi được, thốc được. Tất nhiên nó tính bằng hàng năm, hàng chục năm, chứ không thể ngày 1, ngày 2 được. Đấy các bác, đấy, những cái cốt này, khi mà có những cái điểm chốt này lên mà cắt được một nhịp nữa thôi là nó thấy nó gần lắm rồi. Nhưng mà để cắt được một nhịp đầu tiên này nữa thì cũng còn gian nan. Nó phải nuôi đúng cách nữa các bạn, nuôi thốc nó lên. Đấy. Ôi, chào nghệ sĩ. Vừa alo đây. Cứ nghĩ là anh ở đây luôn. Gửi cây cho mày chăm mày, cho cây nhà mày ăn được cây của tao. Năm mới năm mới bắt tay cái anh à? Phần đầy ảnh em mới đổ vào nó bột tan ra. Anh bốc vào làm gì? Đấy. 29 Tết dần nơi. Rừng Cẩm Thị đi nhỉ. Rừng Cẩm Thị. Chưa trồng à? Chưa. Mới có lọc bỏ từng đấy, còn lọc bỏ thêm mấy thân nữa cho thoáng làm cho đẹp. Rừng này kinh đấy nhỉ. Cái có hoa quả. Có. Nó có quả. Có quả. Quả nó như quả thị, nhưng nó bé. Bằng cái chén uống nước nhỏ. Đấy, nó gọi là Cẩm Thị. Gỗ tốt phết đấy. Gỗ nó rắn lắm. Đấy. Hôm bên nhà ông gì nhỉ? À, Tân, hôm một rừng Cẩm Thị cũng được. Con này mà nó nuôi lên được thì cũng ác chiến đấy. Đây, bỏ bao thân đây này. Ừ. Bỏ từ này thân rồi đây. Hoa tí. Còn chưa. Nó gửi kiểu gì anh? To này. Đóng ballet à? Đóng ấy à? Đóng khủng cố à? Nguyên xì như này nhưng mà quấn băng dính kín lại thôi. Cứ băng dính. Xe khách à? Viettel. Ôi mẹ, chở cây to phết nhỉ. Con này mà giờ giao lưu ra ngoài bao nhiêu anh? Em lấy trong nó gọi là kỷ rõ gì. Cẩm Thị này thì cứ phải miền Trung đổ ngược. Chắc là Bình Định biết gì đấy. Không, Bình Định nó không có loại này. Bọn nó cứ hay đi đào được ở trên rừng. Nhiều cây to lắm. Anh được mới lấy 2 cây lửa mà. Thế à? Chưa ra thì chưa. Sống của loại này cũng khỏe đấy chứ nhỉ. Này nuôi nữa hay là giao lưu luôn đây? Có khách giao lưu thì vẫn cứ giao lưu đấy. Thôi. Bao tiền cây này thì anh em mới biết. Con này bây giờ giao lưu anh đưa ra là giá net 3 triệu. 3 triệu? Thế à? Đắt quá không? Rẻ thế. 3 triệu thì ông gửi đâu ra là tiền cước mẹ lửa. Tiền cước mất 860. Thì bây giờ sắm cái chậu ngon nữa là ok. Đấy, đang bảo thôi để mai ngày kia mùng 10 thì chở mấy cây ra chợ Khai Xuân, không biết là khách không. Thôi ra khu Khai Xuân thôi chứ luôn. Lấy không khí thôi, không lấy thì. Con này vẫn phải bỏ bớt thân mà. Nó đang hơi bị dày thân quá. Làm sau này nó cũng đẹp. Đây, thân này khả năng bỏ. Thân này bỏ. Này á. Thân này đang thẳng thì nên suy nghĩ. Thân này, không, cái thân này là đẹp này. Nhưng mà nó đang bị díu vào đây này. Đấy, thì mai lấy thằng này đưa ra này. Thân này bỏ. Thân này, 2, 4, 6 2, chỉ để tầm 9 thân. 2, 4, 6 8 mười mấy, đến lúc hoa cả mắt. Mười mấy thân. Cái này gọi là cây gỗ mun á. Cẩm Thị.
Đem cắt từ đây ra này. Mun khác, mun nó đen đen này nhưng mà khác. Đen đen hơn. Ừ. Mun đen hơn. Đấy. Mun này hai tên là gọi là muội hồng. Ừ, muội hồng. Cái lộc nó đỏ đỏ. Lộc đỏ đỏ. Cái này thì có quả gì hay. Đấy, ông nào có vườn nhỉ? Đấy, em khoe với anh cái hôm ý đấy, cái hôm em lấy về đấy, nhưng mà nó chưa chuyển ra này. Ừ. Vậy này sức sống nó không dám ăn đấy. Khỏe lắm. Cứ để không này thoải mái. Ừ. Và nó có cái trống này cũng đẹp hết nhỉ. Đây này, cái cục này này. Cục này nuôi được thì sau thành cây thì ác chiến đấy nhỉ. Đây là trang một đơn. Đơn, một đơn. Ra Bắc mình thì gọi là đơn hết. Đơn. Đây là đơn. Trang nhỏ. Trang đây. Nó nhiều hoa là giống thôi. Còn đâu... Đúng rồi. Đây, lá nó nhỏ đây. Nó là nhỏ trang. Gọi là đơn. Ở trong à, miền Nam à, trang. Trang. Thì ở đây trang. Nó gọi là... Miền Bắc mình trang nhiều khi trang. Nói trang người ta không hiểu. Cứ còn gọi là mẫu đơn. Thì gọi là trang thất. Đấy. Cái này là đỏ hay vàng anh? Cái này vàng. Vàng, vàng. Đây, vàng. Vàng quý đấy. Vàng rất quý lắm. Vàng mấy cái to nó ít đấy, không có nó nhiều đâu. Hôm trước cô có đi chợ Viềng biết gì không anh? Đấy, hôm qua anh em nó gọi cái loạn lên nhưng mà lắp loa ở dưới Hà Lam có anh em đi vượt cây ở chợ Viềng dã man lắm anh. Toàn cây đẹp. Đấy, dân cây là phải thủ cây là phải mê là phải đi xuống đấy. Nó phải biết. Ừ. Xuống đấy không cũng lại còn năm mười cộng ghê lắm. Nhưng mà em xuống đấy em lấy 300 cây sung. Ừ. Bán hết rồi. Đấy, đầu năm mà, đầu năm người ta thích sung với lộc. Sung lộc bừng. Toàn sung tí ở sung quả. Ừ. Hôm trước cây sung anh mang vào chơi trong nhà mẹ nó rụng hết quả. Đúng rồi. Đến chơi được mấy hôm thấy hiện tượng không ổn. Thấy khác khác cái là cho ra. Đúng hết. Đấy. Bao nhiêu quả như đẹp Tết. Cái Tết này sung nó không giống như là cái khác thoải mái. Lạnh mà, gió lạnh. Lạnh quá. Hôm trước anh cũng đẩy thì cây sung đẩy lại cái quả kinh khủng luôn, quả chín chín này. Thế mà mang vào trong nhà chơi mấy hôm nó không tiến tính quả. Cái này thì hôm quay ngoài chợ rồi, đẹp. Đẹp đấy. Có cái chỗ này để cây sướng nhỉ. Khoảng. Đây mấy hôm nữa anh làm cái lều đây thì anh em ngồi uống nước nhất một sướng. Ừ hay quá, làm cái chỗ này làm chính ra chỗ này làm cái trung tâm hay đi đường đi lối lại quá tiện. Mày đóng giả thành cho được bộ. Ừ. Em nói em đóng giả từ lâu lắm rồi nhưng mà mình không có dân chơi. Em điện ông Hà bảo ông Hà đấy nhưng mà ông cũng nhiều cây đấy nhưng mà ông không thích. Em thì ở gần đây rồi thích nhiều người biết đến thì em tống lên phát là ai cũng biết. Hôm trước đi qua đây mới nhìn mà mấy cây này nhìn quen quen quá. Cũng hiếu đây rồi. Đấy sáng nay là không bận là ra xuống đá đây. Cái này gì? Cái này cho đi chơi. Cho đi chơi được. Quá đẹp. Nếu mà lui được nó kín lên cả thì nó nhìn nó càng cái. Rất cổ thụ, rất lùn. Đấy. Ok đem đi chơi. Hôm rồi cái ông ở không hiểu phố cổ thì ông vào ông gọi lấy về. Ở dưới đá 40 triệu không được. Được lắm chứ. Đấy. Đẹp đấy. Đẹp tiếp này. Đẹp. Đấy, nói chung là dưới 40 triệu là không ra đi, đúng không? 40 triệu. Đấy, làm cái lều này xong rồi anh ạ. Rồi. Anh em nào có cây đẹp cũng mang lên thi thoảng mang lên chơi. Đây này anh Trung của anh Trung rồi. Đây có con này mà nhìn cũng anh Hiếu nhỉ, con liền kia nhìn bắt mắt nhỉ. Ừ, còn mấy con ở ngoài cũng được. Đi xa và mông nào đi qua liếc thấy phát là phải quay vào ngay. Con đấy bao nhiêu đây? Con
bộ mặt tiền kia. Con tích ở đấy à? 18 triệu. 18 triệu. Đấy. Êm ái ra đi. Đấy con này này, biết giá rồi nhá, 18 triệu. Bình Hiếu La Dương, gọi là vùng này gọi là La Dương. Dương Nội Hà Đông gì đấy, đại loại thế các bạn. Quanh quanh nó giáp giữa Từ Liêm với lại Nam Từ Liêm với lại Hà Đông. Đấy các bác nhá. Ok thì bây giờ anh em nói chuyện vào trong kia tí. Khai xuân nhà vườn là một chút thế các bác nhá. Thích cây nào cứ liên hệ tôi sẽ tí tôi sẽ cho cái số điện thoại vào các bác nhá. Xin chào các bạn.